Ok, hello anh em, chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình Mình là Khuyến ZSM đây Và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn Đó chính là nạp kim cương như thế nào Để có thể là à, Chúng ta có thể mua đồ Mua các, tất cả mọi thứ ở trong Zin Speed Mobile Và tạo đội đua cũng như là Nạp VIP Thì ok, à, lần đầu tiên thì mình sẽ Giới thiệu cho các bạn Đó chính là cái hệ thống nạp thẻ của à, Game Đó chính là speed.zing à, Bay.zing.vn đó thì các bạn uh, hãy vào cái uh, trong web đó chính là pay zing vn giúp mình nhé đó rồi khi mà các bạn đã vào cái trang web pay zing vn này thì các bạn chuyển đến cái mục gọi như là mục uh, game Mobile nha anh em đó chuyển vào cái mục game Mobile sau đó anh em tìm đến cái uh, mục đó chính là game Speed Mobile em bấm vào nạp ngay sau đó anh em đăng nhập vào tài khoản của anh em ở trong Zing Speed uh, Mobile có cái tên nhân vật của anh em thì anh em xác nhận cái tên nhân vật của anh em Bây giờ thì ở đây có rất nhiều mốc uh, điểm, đó chính là 20 point có nghĩa là 20 điểm sẽ được 80 kim cương tương đương với 20k. Uh, khi mà các bạn làm ở trong uh, web này á, thì nó sẽ rẻ hơn rất nhiều so với cái uh, bạn nạp ở trong game nha các bạn. Đó, vì vậy là mình không khuyến khích các bạn làm ở trong game bởi vì nó phải trải qua thêm cái phí của thứ nhất là viettel hay là bla bla này kia đó. Nói chung là nó phải chịu thêm phí, đó rất là phí. Uh, chúng ta đây ở đây thì có rất nhiều cái phương thức thanh toán cho anh em. Uh, zalo bay thì cái zalo bay này mình đã tích hợp vào cái tài khoản ngân hàng của mình rồi cho nên là uh, nó sẽ không có nó như nào nhỉ uh, nó sẽ uh, không uh... ok các bạn chờ mình chút để mình uh, làm hai cái tab mod studio ở đây để uh, review cho bạn ha đó, rồi các bạn chờ mình tí đó ok rồi à, thì uh, các bạn uh, các bạn làm như thế nào uh, zalo bay thì chúng ta cần phải uh, xác nhận thanh toán ở trong tài khoản ở zalo bay khi mà có zalo bay thì các bạn mới có thể nạp được uh, đó thì bây giờ đây là zalo bay của mình um, zalo bay thì uh, mình zalo bay nạp là rất rẻ nha các bạn rẻ nhất trong tất cả những cái thứ mà các bạn nạp ở đây kể cả thẻ dinh hay là có qua cái bằng thẻ điện thoại nó vẫn đắt hơn các bạn nào ít thì nó không sao nhưng nạp bằng thẻ điện thoại nạp nhiều thì nó rất là phí rất là tốn tiền đó như vậy là mình đã xác nhận thanh toán rồi kiểm kiểm tra kết quả giao dịch bạn đã nạp thêm 20 point và đổi gói 80 kim cương thành công còn không point ok à bây giờ tiếp tục thanh toán 20 point ơ sao ở đây không có ấy nhỉ vẫn chưa có anh em đùa mình phải uh, ao ra và vào lại thôi các bạn ơi vào lại mới có kim cương mình phải ao ra vào lại anh em ạ chờ mình chút xíu Đó để mình login vào lại hiện tại thì mình đang chơi trên giả lập nó thì tất cả mọi thứ thì nó cũng là đơn giản thôi anh em ạ không có gì cả mình dẫn cho anh em nạp uh, nạp kim cương À cấp VIP như vậy là chúng ta đã được VIP 1, nhận được cái thành tựu là phong thái quý tộc. Tôi theo đuổi sự xuất sắc và khác biệt VIP đạt level 1. Hiện tại thì ở đây mình đã có 80 kim cương rồi. 80 kim cương nha anh em và đặc quyền VIP. Khi mà anh em uh, có VIP thì anh em sẽ nhận được hệ kinh nghiệm, sau đó là nói chung là đặc quyền VIP thì rất là ngon. Đó, là quyền VIP 2 này, VIP 3 này. Ôi, nói chung là rất nhiều anh em ạ. Đó, tiếp theo mình sẽ uh, ok, mình hướng dẫn cho anh em thêm uh... Rồi, mình sẽ hướng dẫn cho anh em nạp bằng thẻ dinh. Nạp bằng thẻ dinh này, nạp thêm này. Đó, ở đây chúng ta sẽ nạp thẻ dinh nha anh em. Đó, bây giờ thì mình vào Zalo Bay để mình lấy thẻ dinh. À, hiện tại thì bây giờ không ai mua thẻ dinh ở ngoài nữa rồi. Bởi vì nó rất bất tiện. Đó, à, đâu nhỉ? cái à, giao dịch này. Thẻ game này, Speed Mobile ở đây vừa vừa thanh toán. Mua một thẻ dinh 20k đây. Trời ơi, đó copy à, sao chép số seri. Đó, đây là số seri này. Đó, các bạn các bạn nào thì các bạn ấy vào đây, các bạn paste vào đây. Đó, rồi. Đơn giản không anh em? Quá đơn giản luôn, có nhiều anh em không biết mua thẻ dinh ở đâu á thì anh em có thể ra thế giới di động nhá. Hoặc là FPT Shop. Rồi giao dịch đang xử lý mã đơn hàng Và đang đặt thành công 20 point Và đổi tám 80 kim cương Yeah như vậy là mình đã có 160 kim cương Và có một chiếc K24 à, Một chiếc K24 miễn phí đến từ nhà phát hành à, Rất là tốt rồi anh em ơi Đâu để vào kiểm tra check xem 80 đúng không Ok chúng ta ao ra một lần nữa Rồi đăng nhập lại Ở đây thì à, chúng ta có rất nhiều gói nha anh em 4.000 kim cương với 1 uh, triệu đồng 1 triệu hay là nhiêu nhỉ à, 20, 50, 100, 200, 500 Đúng không 1 triệu Đó như vậy là mình đã lên uh, VIP 2 rồi Mình đã mua đủ 150 kim cương Mở thẻ thắng bạc nhận phúc lợi Ok nhận ngay Ngay vào luôn Thẻ à, thắng vàng Thẻ thắng vàng thì chắc có lẽ là mình sẽ mua thôi Rồi ok Đây là cái cách mà mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nhé Đó nạp thì các bạn vào thứ nhất là các bạn vào cái trang pay dinh vn này đó pay dinh vn nha anh em pay đâu rồi pay dinh vn đó rồi sau đó anh em tìm vào cái danh sách mục game mobi nha anh em rồi chọn đến dinh speed mobile đăng nhập tài khoản của anh em vào sau đó anh em xác nhận cái tài khoản đó của anh em rồi anh em đổi gói kim cương với à, hai hình thức nạp một là zalo bay à, hai là thẻ ngân hàng à, ba là thẻ cào thẻ dinh đó mình không hướng dẫn anh em nạp ở trong uh, ở trong game bởi vì sao bởi vì khi mà anh em nạp ở trong game á ví dụ anh em nạp ở trong game này à, cái đây thì không được hỗ trợ rồi đó nhưng mà anh khi mà anh em nạp ở trong game á thì em bất tiện ở một chỗ là 22.000 đây 22.000 anh em sẽ được 80 kim cương cho nên là mình không khuyến khích anh em nằm ở đây Anh em có thể mua thẻ dinh ở những cái địa điểm như là FPT Shop hoặc là Thế Giới Di Động Thì ở đó họ có bán cho anh em Đó còn bây giờ thì mình sẽ đi tạo uh, clan luôn đây anh em ơi Nhập đội xe Star Club Đó khẩu hiệu We are Star Club Đúng chưa nhỉ đua phải đúng nha we are star club này rồi ok nơi ở ở đâu em thân yêu em ở đâu mở với ai em mở với bà dậu rồi xin chào chúc mừng vào đội có thể tìm hiểu nhiều hơn đồng hành mới như phúc lợi đạp la các kiểu ok có phúc lợi nhận luôn à vẫn chưa có phúc lợi hạng đội đua này ây ra có rất nhiều clan ở đây rồi ha nhưng mà thôi cũng kệ thôi chúng ta chỉ quan tâm cái đội của ta thôi rồi ok mình sẽ cài đặt đội luôn mình sẽ cài đặt đội đây là trò chuyện đội này. vô đội này, thông tin đội này. Phát lệnh chiêu mộ quản lý này. Đó, sửa logo đội này. Logo thì chúng ta lấy một cái logo nó nó đẹp hơn một chút xíu đi. Đây logo này đi. Đó, nhìn giống The Flash anh em ạ, mình rất thích. Cấp vào đội thì phải ít nhất là cấp 15, bậc yêu cầu là bậc tự do, bằng lái là không yêu cầu. Đúng rồi, duyệt vào đội có duyệt, chấp nhận yêu cầu, có ok. Như vậy là bạn nào vào thì đổi tên theo như mình. À, mình đã đổi tên thành uh, Star Đây nha anh em Tên của mình là Star Leader Đó Mình là đội trưởng Hiện tại thì uh, còn 10 kim cương Mình sẽ nạp thêm anh em ạ à. Mình sẽ nạp thêm để uh, có thể là mua nhiều xe hơn Còn bây giờ thì uh, chắc có lẽ là anh em cũng đã biết được cái hệ thống uh, nạp là như thế nào rồi đúng không Đó Anh em uh, có thể làm nhiệm vụ đồ bla bla các kiểu Mình sẽ hướng dẫn cho anh em tất cả mọi thứ nha anh em Đó rồi level 15 đây, mình sẽ nhận luôn. Cái cái về phần kim cương này á thì nó cũng mình đánh giá là nó khá là rẻ khi mà 20.000 mà chúng ta được 80 kim cương. Như thế mình đánh giá là mức trung bình của nó khá là rẻ. Mình không khuyến khích anh em nạp ở trong ở trong game nha anh em, bởi vì khi mà anh em nạp ở trong game á thì nó sẽ bất tiện một chỗ, có nghĩa là 22.000 anh em được 80 kim cương lận. Cho nên là nó đắt hơn 2.000 anh em. Bây giờ anh em nạp uh, 20.000 thì anh em mất 2.000 đúng không? Anh em là 200.000 anh em mất 20.000. Mà anh em nạp nhiều nó rất là bất tiện. Đó, bởi vì vậy là mình không hướng dẫn cho anh, anh nạp cho anh em ở trên đây hoặc là mình sẽ hướng dẫn ở trong video sau. Đó. Hiện tại thì mình đã nhận hình như là nhận được chiếc K24 á anh em ạ. À. Hình như nhận được chiếc k 24. Khi mà anh em uh, uh, nạp nạp tiền anh em sẽ được uh, một uh, một chiếc K24 thì phải đúng không từ từ đã mình xem xem nào à, ở đâu ta nạp lần đầu đây đó anh em có thể nhận anh em nạp 20.000 nghìn sáu mươi kim cương á thì anh em chỉ nhận được 7 ngày thôi đó thấy chưa em nhận được 7 ngày thôi đồng ý này rồi anh em nạp 120 kim cương anh em sẽ nhận được cái chiếc k 24 mươi bốn vĩnh viễn nha rồi đồng ý cả một bộ này nữa anh em toàn 20 ngày thôi nhưng mà không sao à, nếu như anh em cố gắng nạp nhiều thì anh em sẽ được bộ đồ đẹp hơn đó chúng ta có K24 một chiếc xe B vĩnh viễn à, khi mà mới vào sau đó có một bộ đồ 20 ngày nữa anh em một đồ vip 2 20 ngày trông rất là đẹp rất là cute tính năng thì mình cũng A uh... còn cái mảnh cánh vàng này khi mà anh em thu thập đủ mảnh cánh vàng thì em sẽ nhận được rất nhiều thứ nha anh em đó còn bây giờ thì chúng ta đi đấu ranh thôi ok chào tạm biệt anh em và hẹn gặp lại anh em ở trong những video tiếp theo phần hướng dẫn nạp thẻ của mình đến đây là kết thúc mà có gì không hiểu có gì thắc mắc anh em hãy liên hệ với mình hoặc là có thể là comment ở dưới phần video này mình sẽ trả lời anh em và cái phần nạp ở trong game thì mình sẽ hướng dẫn anh em sau ở trong video sau nha còn bây giờ thì bye bye